Em Châu, xin chào anh. Xin chào 500 anh em mê mai ha. Bữa nay em sẽ thanh lý vườn mai của nhà em. Vườn mai nhà em đây. Rồi, em xin chào anh chị cô chú bác ha. Bữa nay em sẽ thanh lý vườn mai nhà em. Có một số cây nè. Đây dài qua đó luôn. Em có hai vườn, đây vườn này cũng còn khoảng 20 gốc trồng đất. Ba vườn chứ, vườn kia có 10 gốc, còn vườn kia khoảng 40 gốc nữa. Nè, bữa nay cây này là cao qua qua đầu em, đầu tới đây. Cây này qua qua đầu em. Cây này cao 2 mét. Nắng quá, cao 2 mét. Ngang 1m3. Dữ dằn ha, quỳnh từ ha. Cao 2m, ngang 1m3. Đế thì ngon lành luôn. Cây này anh chung cây nào cũng có đế hết. Đế dữ dằn lắm. Chia cành dữ dằn ha. Đế nè, đó. Để cho nó đây luôn ha. Đế nè. Đế cũ. Đây nè ha, nè. Đế cũ trần dần luôn ha. Đó, ở đây. Ở đây giáp vòng luôn ha, để dữ dằn lắm. Cây này là hoành 23. Cây này hai hoành 23, chia cành nè. Đó, anh em nhìn thấy chia cành ha. Lực dữ dằn ha. Cây này em bán 800. 800 ngàn. Rồi cây số 1 800. Rồi vô cây số 2. Cây số 2 đây. Cây số 2 này cao 2 mét. 2 mét mấy luôn. Cho cao 2 mét đi. Cao 2 mét, ngang 1,5 m. Quanh 27. Quanh 27 ha. Cây trồng đất, từng trồng mô hết rồi. Quỳnh 27 anh chị của chú bác. Em đo hết rồi. Đế đâu này đủ hết em. Đế nằm dưới em giấu dưới á. Đế cũ không em. Chi tành nè. Lật không. Bể xù tùm lum hết nè. Bể nách bể xù vậy nè. Cái này quỳnh 27. Em bán giá 1,5 triệu. Cây tốt lắm ha, lá dày nè, lá bự bự vậy nè. Chứ không phải lá nhỏ nhỏ đâu, lá bự bự nè. Em bán 1,5 triệu. Cây số 2. Rồi cây số 3. Cây số 3 cao 2 cao 2 m. Ngang 1,5 m. Hoành 25. Hoành 25 ha. Cũ vậy nè, cái đế như nè, nói chung cây nào cũng đế như nè, đó thấy chưa, giáp vòng luôn ha, đây nè, đây nè, đế là giáp vòng hết, chia cành ngang ngon ha. Cái số 3 1,000,000. Rồi cái số 4 hoành 25, cao 2,2 m, ngang 1,5 m. Cái số 4 nha. Giá 1,2 triệu. Đế ở dưới ha, mất bộ phân nha. Đế cũ cũ với á. Nói chung cây nào cũng đế hết. Chia cành nè. Cây này chơi Tết thoải mái luôn. Rồi, cái số 5 cao 2,2 m, ngang 1,5 m. Chỉ cần hoành 26. Em bán 1,5 triệu. Cũ quá, một cũ dưới á. Một cũ dưới á nè chị luôn á. Cái cũ nè, dài tới đây luôn nè, thấy chưa? Giáp vòng tứ phía luôn. 1,5 triệu. Em giờ em bán mấy cái nhỏ này hết.
bán mấy cái nhỏ mua mấy cái bự. Cây này 800, cao 1m8, ngang 1m2, vành 20. Bông nè, nó bông gió nè, bình thiên cánh luôn, nó rụng hết cánh này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nãy cánh rụng nó 10 cánh, bông 10 cánh, bông gió nè, nè mới rụng hết cánh nè ha, nè nè nè, 1 cánh nè ha, 2 nè, 3 4 5 6 7 8 9. Đây cánh nữa nè, 10, thấy không? 10 cánh không? Bông 10 cánh không? Giá rất là rẻ luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cánh. Bông 9 10 cánh không? Rẻ. Cái này cái số 6 rồi. Rồi cái số 7. Cây số 7 1 triệu, cao 2m rưỡi, ngang 1m rưỡi, 1 triệu, cao vậy á, chi cành dữ dữ, chi cành đều lắm hen. Rồi cây số 8, cây số 8 hoành 29, cao 2m, ngang 1m rưỡi, 1,5 triệu. Bông nói chung cây em là bông đẹp không ha, nó chia cành vậy nè, đế dữ dằn lắm, đế thì ở dưới. Rồi để em có mồi ra em mở đế ở dưới, đế mà đế cắm ha, 1,5 triệu. Cây số 9, cái dung cây nào cũng giót đọn giót ngọt hết ha, nè bông nè, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cánh, bông dày nè, 1,5 triệu. Cây trong chậu này em bán 600, cao 2m, ngang 1,5 m. Cây trong chậu này lú đế nè, đế nè, bên đây giáp trong nha, giáp vòng luôn, đế này hai cục đế nổi. Con hình thú này anh em thích hình thú này em chia cho, hình thú này ghép cúc tội hương hay là bông Sài Gòn, nói chung bông dữ dằn lắm, bông hai mấy cánh luôn á, nguyên con thú nè. Em thú này em chơi này hai mùa, mùa này là mùa 3. Đế này tứ phía giáp dòng ha, hình thú nè em bán 1 triệu bạc hả, nguyên thú bán 1 triệu, nguyên thú này cao 1m2, ngang 1m2, em bán 1 triệu. À thú này đẹp lắm ha, 1 triệu. Rồi tới qua cây này, cao 2m rưỡi, ngang 2m, cao 2m rưỡi ha, ngang 2m. Cây này giờ cho là cây số 11 đi ha, đây 11 nè. Hoành đo chỗ này á là 35, đo cái này là 37, đo với chỗ này á là đo ngay cái rổ rễ lên nè là 42 ha, 42 xích lên 37, ngay trên cái thằng cái này là 35, mà nhìn chung hoành nói chung 37 đi, để như vậy nè, xù nha, đó xù nha, nguyên cục xù, để giáp chồng ha, đó để giáp vòng luôn, để giáp vòng luôn, em cho hoành 35 đến 37 ha, ở trên xù nách luôn, xù hết, cao 2m rưỡi, ngang 2m. Cây này em bán 2,5 triệu à, 2,5 triệu. Giót đọn giót ngọn ha, xù nách gì nè, xù nách thì xù gốc, xù thân gì nè, xù tùm lum hết, 2,5 triệu, giót đọt giót ngọn luôn, ngọn trên luôn, 2,5 triệu.
cây này em bán 1 triệu, hoành 25, xù nguyên gốc luôn, cao 1m8, ngang 1m3, xù cái gốc này ha, xù trứng gì, thân cạnh gì, xù da me gì á. Còn cái này em mua có anh em mà bị chết rồi, chết chắc. Hồi đó em mua cái này 3 triệu, hoành 40, bị chết. Bị nói chung mua chai mai cũng bị, đôi lúc cũng bị thuốc anh em, bị thuốc nè. Thằng kia có gốc nữa, thằng kia có gốc, chết chắc, em giục luôn nó. Bởi vậy mua mấy cái phôi hơn lắm. Em thà giờ em mua cái tàn em chơi rồi, mua cái tàn không bạc tàn về tự cắt phôi chứ không mua phôi. Cây này cao 2m, ngang 1m8. Cây này bông dữ dằn lắm, bông đẹp, bông bự bự không à, 14, 15, 20 cánh nhiều cái này nè, 10 cánh trở lên. Cây này đây nè, ở dưới gốc nè, sầu tùm lum tùm la hết nè, nè đang rễ nè, rễ nè, dài ra rễ giáp dòng hết này, rễ nè, nè đó rễ ha, đây rễ nè ha, đó rễ nè, đó giáp dòng rễ hết. Cái này em bán 2,5 triệu. Em thanh lý hết luôn, em đem mua cây bự về chơi. Chỉ cần em giót đoạn giót ngọt không em, cây nào có giót ngọn ha, không có cắt đọt kia. Cây này 1 triệu, này dữ dằn lắm, xù nách hết rồi, hoành 24, xù nách hết rồi. Cây này trồng tương lai lắm, mấy cái này nè, mấy cái này trồng tương lai lắm, chạy chi cành là dữ lắm, bông nụ bự bự vậy nè, bự bự. Em nói chung bông bự, bông đẹp không em, bông bông từ 8 cánh nó lên bông bự không à, cây nhà em á không có mấy cái bông nhỏ, bông bự bự luôn. Nở bông gió mà anh chùm nè, đếm đi anh em, đếm đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, thấy chưa, đây nè bông gió mà vậy anh chị cô bác, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cánh đó, bông vậy á, có 1 triệu bạc à, 10 cánh. Đây cây này nguyên cũ để giáp chồng luôn. Cây này anh cho em về nuôi tương lai luôn, để nè. Mấy cái này là em để cho nó lên, đừng có gì sau này nó có mặt cắt gì hết, để em lấy hết. Em không chăm luôn nữa. Để vậy á, nguyên cái cũ luôn. Điện thoại Nokia nè, bỏ đây nè, xin nhớ gì đâu. Điện thoại Nokia bằng cái rễ. Giáp chồng ha, đây nè. Mặt này có luôn, mặt này có luôn, và tới đây luôn, đây ra đây luôn, đây ra đây luôn, đây luôn, đây luôn, giáp dòng nguyên cái cũ lên trên, chia cành ngang 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 em sửa, em kéo ngang ngang hết rồi ha, về kéo thêm nữa này, về kéo ngang luôn. Cái này 3 triệu bạc ha, về chơi tết luôn, kéo ngang ngang hết rồi ha, đây nè. Cây này cao 2m, ngang 1m2. Em bán 3,5 triệu. 3,5 triệu. Rất là rẻ luôn. Hoành 4 mấy luôn. Hoành 4 mấy mà 3 triệu mấy à, mà cây cành vậy nè. Mà bông bự 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 không à. Đây, cây này cũ giáp vòng nè. Hoành 37. Bông cây này cũng khỏi chê luôn anh chị, cái bông bự lắm. Bông bự.
bông bự mà rụng bụng bứt, cái này bông bự lắm, bông bự tàn bự luôn, tàn khóc luôn. 2 triệu quanh 37, em cho 35 cũng được, nó 2 triệu củ đế vậy nè, rễ giáp dòng luôn đó, rễ giáp dòng luôn ha, tới đây luôn, rễ đây nữa nè, nè đó, thấy rễ giáp dòng ha đó, còn 3 mấy luôn. Rồi cây này cao 3 mét, cây này cao 3 mét, ngang 2,5 mét, cao 3 mét ngang 2,5 mét, củ đế thì thôi rồi đi, ở dưới còn nữa nha, đế cũ mà cắm xuống dưới á, nó cũ vậy á. Cây này hoành 32, cây này hoành 32 ha, thóc thân lên khoảng tới đây 3 tấc, thóc thân hình 3 tấc, hoành 32, không có một vết thẹo nào luôn, cái này không có một vết thẹo luôn, cái cũ dữ dằn, cái đế dữ dằn lắm. Để em nhắm là cao khoảng 3 mét á, ngang khoảng 2,5 mét, em bán bứt hết á, cái này em bán 4 triệu bạc, rất là rẻ luôn em, tại em bán em giờ em mê mấy cây bự à, em bán mấy cái nhỏ này hết. Cây này dữ dằn lắm ha, không có vết thẹo nào hết, cây bự. Còn đây là 2 cây hình thú ha, cây này bông 2 mấy bông, 2 mấy cánh luôn chị, cho bác bông, em không biết bông bông nè, nguyên con hình thú nè, nó rễ giáp dòng, chân cẳng em cũng chưa có cắt tỉa hả anh, em về coi cắt tỉa cắt mấy cái này, em ghép này chơi 3 mùa rồi, nguyên con hình thú em trồng trong chậu chính, về anh em túm lại cái chậu bẫy cái gì á, chơi cái này em bán có 1,5 triệu à, 1,5 triệu, cao 1 mét, ngang 1 mét mấy. Đế nó bàn ra giáp hồng lên nhờ. Em chưa cái này chỉnh sửa ra này kia rồi, ấy cho cây rồi con ngon lại. Nè, bông nè. Bông nó bự. Ui thôi rồi rớt 2 cánh à. Bông đây. Nè, mới rớt 2 cánh ở đây hang là 3 4 5 6 7 8 9. 9 cánh hang. Nói chung bông nhà em là cây nào cũng phải bông phải trên 8 cánh trở lên. 9-10 cánh này, rụng 2 hay rụng 3 không biết, cho rụng 2 rồi. Cây này anh em thích em để con triệu quạt hả, cây bonsai nè, về Tết chơi luôn. Rồi cây số 2, cây này em trồng trong chậu 10, cây này em bán 2 triệu nè, cây này bông bà cố luôn, cao khoảng 1,2 m, ngang 1,5 m, nguyên con thú sù. Mấy cái này tại hoành 40 mấy lần ha, nguyên thú sù, đế dữ dằn lắm. Đây nè, sù nè. Đó, đây là cái đuôi của em nè, đuôi của nó nè. Đây là cái lên trên, mấy cái nhánh này tại không có coi, không có lạc. Đó. Lên trên. Chỉ cạnh trên ha. Mặt cắt này liền nè ha, xong hết rồi. Mặt cắt xong hết rồi. 2 triệu bạc nguyên thú sù, 2 triệu bạc anh em mua đâu ra được, cái này về ghép này kia, nó về này, về cái chân luôn à, Tết cái về ra bông chân luôn, 2 triệu bạc.